Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay 14 tháng 11 duy trì thời tiết khô ráo, mưa đã giảm hẳn, chỉ còn mưa nhỏ rải rác vài nơi, tập trung vào chiều tối. Ban ngày trời nắng, cường độ nắng đang mạnh dần. Sáng sớm và đêm, trời mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi cao hơn 1 độ. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, ban ngày trời nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 31 đến 33 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2, độ ẩm 75 đến 80%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông vài nơi vào chiều tối. Ngày nắng, mức nhiệt từ 31 đến 33 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, độ ẩm 76 đến 81%. Huyện Côn Đảo trời nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ 31 đến 33 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, độ ẩm 79 đến 84%. Hải Vân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông vài nơi. Gió hướng đông bắc cấp 6, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 14 tháng 11 năm 2023, mức nước cao nhất 390 cm vào lúc 1 giờ 30 phút và mức thấp nhất 90 cm lúc 8 giờ 30 phút.